tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1 cung bạch dương xem bói tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói rằng bạch dương sẽ trở nên rất khó gần. một phần cũng là do chòm sau này đã không tìm được người cùng có chung tư tưởng với mình. mọi người xung quanh có thể làm trái ý bạn, khiến cho bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu và bực dọc. tình trạng sức khỏe của chòm sau này hôm nay đang tương đối ổn định bạch dương cần ghi nhớ có ý thức việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng ăn uống hợp lý và điều độ hơn nữa để có một cơ thể khỏe mạnh bạn nếu muốn tránh được tiêu xài hoang phí thì nên đặt ra số tiền được chi tiêu vào đầu tuần là bao nhiêu khi đã chi hết số tiền đặt ra thì cũng cần phải dừng lại điều này giúp cho cung hoàng đạo này sẽ tránh tình trạng giống ví con số may mắn của Bạch Dương ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 22 và 38. Hai, cung Kim Ngưu Kim Ngưu rất bướng bỉnh, một khi bạn đã có dự định làm việc gì rồi là bạn sẽ không thay đổi được, cho dù mọi người xung quanh nói gì đi chăng nữa sự kiên trì và quyết đoán giúp cho bạn đạt được thành công sớm hơn mong đợi. Về mặt tình cảm, chòm sao này cần quan tâm hơn tới đối phương hơn nữa. Không nên mãi khăng khăng với những cảm xúc của mình. Có thể hành động của cung hoàng đạo này đang khiến nửa kia phải buồn lòng. Với cách chi tiêu hợp lý nên vì thế túi tiền của bạn cũng đang rất rủng rình. Cung hoàng đạo này sẽ có thể suy nghĩ đến việc đầu tư kinh doanh để tăng thêm thu nhập cho mình. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 14 và 36. Ba, cung Song Tử song tử trở nên khá cảm xúc và có sự đồng điệu giữa tâm hồn và lý trí nếu cung hoàng đạo này đang cảm thấy mình bị tổn thương trong công việc thì hãy lên tiếng vì mọi người sẽ nghiêng về phe của bạn song nhi có quyền được đòi lại quyền lợi và lên tiếng cho bất công của mình gần đây nếu chòm sau này mong muốn bắt chuyện với ai đó nhưng chưa đủ can đảm bạn có thể thấy mọi thứ sẽ thay đổi vào cuối ngày nếu đang chờ đợi hồi âm từ một ai đó thì hôm nay bạn sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng tình hình tiền nong không được chảnh màng. Hôm nay mà ký kết giấy tờ hoặc đi rút tiền thì nên cẩn thận hết sức kẻo gặp điều không hay. Con số may mắn của song tử ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 64 và 78. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí cự giải được sống đúng với đam mê của mình và thực hiện được điều mà chòm sao này đã ấp ủ về mặt tình cảm giai đoạn mà cung hoàng đạo này cảm thấy hạnh phúc mặn nồng đúng như những gì mà bạn mong muốn người đó sẽ luôn biết chia sẻ và đồng cảm với những gì mà cự giải đã trải qua trong vấn đề liên quan tới sức khỏe lời khuyên cho bạn nên ăn nhiều rau hơn trong bữa ăn để bổ sung chất sơ thúc đẩy tiêu hóa và cân bằng vi khuẩn trong đường ruột. Con số may mắn của cự giải ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 43 và 51. Nam, cung sư tử sư tử có thời gian để suy nghĩ về vai trò giữa mình trong tập thể trong hôm nay bạn mong muốn là người đứng đầu và chinh phục được lòng tin của người khác sự tự tin giúp cho bạn trở thành người gắn kết và đứng đầu dẫn dắt tập thể về phương diện tình cảm bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe tâm sự của người ấy mong rằng mình có thể hiểu về nửa kia nhiều hơn nữa cung hoàng đạo này sẽ chẳng còn khăng khăng làm việc theo ý kiến riêng Tình hình tài chính của sư tử sẽ không có quá nhiều biến động vào ngày chủ nhật này. Trong sau này nên học cách để chi tiêu và đầu tư có hiệu quả hơn nữa nhé. Nếu không bạn sẽ đánh mất một số tiền lớn. Con số may mắn của sư tử ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 26 và 68. 6. Cung xử nữ xử nữ có những thay đổi đột ngột nhưng không đáng kể đến với cuộc sống. Bạn nên phân chia thời gian hợp lý giữa công việc và tình cảm. Bạn nên biết cách sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên để có thể giải quyết hết tất cả mọi việc trong thời gian cho phép. Chòm sau này cần phải lắng nghe trái tim mình mách bảo để đem ra quyết định đúng đắn cho mối quan hệ hiện tại những người sắp kết hôn cần tâm sự thẳng thắn nhiều hơn với nửa kia để hiểu nhau hơn. Về tình hình tài chính, bạn cần có kế hoạch tài chính cho bản thân một cách rõ ràng và hãy chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí vào những món đồ vô bổ mua trên mạng. Con số may mắn của xử nữ ngày 27 tháng 7 năm 2024 là 58 và 34. 7. Cung thiên bình thiên bình hành động quá vội vàng, hấp tấp. Trong sau này thường tham gia câu chuyện của người khác và đưa ra những đánh giá có phần hơi bị chủ quan và phiến diện. Khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Về mặt tình cảm, có lẽ bạn đừng quá phụ thuộc vào người ấy và việc gì cũng nhờ khiến cho nửa kia sẽ cảm giác rằng bạn đang là tác nhân phiền phức. Rắc rối cho họ bạn có thể áp dụng hình thức mỗi tuần chỉ chi tiêu một khoản cố định. Điều đó sẽ giúp cho chòm sau này có thể kiểm soát và không chi tiêu quá kế hoạch. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 44 và 47. 8. Cung bảo cạp bảo cạp có những cảm xúc và suy nghĩ hơi tiêu cực. Chòm sau này nên tích cực hơn để cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn đấy nhé. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Và sẽ không quá khó khăn như những gì mà bạn nghĩ. Về mặt tình cảm, bỏ cạp càng trở thành một người ghen tuông và hờn dỗi, nhất là khi bạn đang nhìn thấy nửa kia đang trò chuyện thân thiết với ai thì cung hoàng đạo này sẽ lập tức cho rằng họ phản bội mình. Trong sau này không nên quá vội vàng trong việc đầu tư trong ngày hôm nay, vì thời cơ thích hợp vẫn chưa tới. Bỏ cạp cần bỏ bớt các khoản đầu tư nhỏ nhặt để hướng đến có khoản lợi nhuận lớn hơn. Con số may mắn của bỏ cạp ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 62 và 47. 9. Cung nhân mã nhân mã có sự ghen tị hoặc thiếu tin tưởng trong cuộc sống của mình. Cẩn thận nhé vì khả năng cao là hôm nay sẽ có những cám dỗ khiến bạn đi chạch hướng, làm việc thiếu hiệu quả. Những ai đang có ý định mở cửa hàng, tự kinh doanh thì cũng nên tham khảo ý kiến cha mẹ trước. Về phương diện tình cảm, nhân mã cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ hiện tại. Bạn không nên xem nhẹ việc bỏ bữa hay ăn uống qua loa vì tiếc tiền, coi chừng tiền thuốc chữa bệnh còn nhiều hơn cả tiền bạn tiết kiệm vì lười ăn. Con số may mắn của nhân mã ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 28 và 39. 10 Cung ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo cho thấy ma kết dường như đang gánh vác quá nhiều và trở nên ức chế, khó chịu. Trong sau này nên biết nói không khi cần. Về mặt tình cảm, ma kết cũng đừng cố gượng ép khi không có cảm xúc. Bạn phải chấp nhận sự cô đơn sẽ là cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Trước phải hòa hợp với chính bạn, sau đó mới học được cách hòa hợp với mọi người xung quanh mình chồng sau này đang tiêu tiền theo thói quen, đôi khi lãng phí một cách không thực sự là cần thiết. vì vậy cung hoàng đạo này nên cắt giảm chi tiêu. con số may mắn của ma kết ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 45 và 73. 11. Cung Bảo Bình bảo Bình rất kiên nhẫn đối diện với mọi thử thách và khó khăn, dù có vất vả đến mấy, bạn cũng không đầu hàng đâu nhé. Cung Hoàng đạo này biết rằng đây chính là cơ hội để mình thể hiện khả năng sáng tạo và thực lực của bản thân. Về mặt tình cảm, Bảo Bình có vẻ như đã dành quá nhiều thời gian cho công việc rồi. Vì cung Hoàng đạo này biết đây là thời gian quan trọng của mình, bạn cần nói rõ với đối phương để đối phương có thể thông cảm và ủng hộ bạn. Từ trước đến nay, Bảo Bình đã tiết kiệm cho bản thân được một khoản tiền kha khá để thực hiện những dự định trước đó của mình. Mong rằng các kế hoạch đó của bạn sẽ sớm thực hiện được và đạt tới thành công. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 06 và 88. 12. Cung song ngư song ngư chịu ảnh hưởng từ đoạn quá cảnh của sao mộc ở Bạch Dương nên khá may mắn. Tự bạn tìm ra may mắn chứ chẳng dựa vào ai cả. Bạn khá nhiệt huyết và năng động. Không thích bị rơi vào thế bị động trong mọi tình huống bất ngờ. Tuy có phần lanh tranh hơn mọi ngày nhưng bạn làm được việc nên mọi lỗi lầm đều được bỏ qua. Về phương diện tình cảm. Năng lượng hành tinh mang lại cho bạn khởi đầu thuận lợi trong ngày hôm nay trong lĩnh vực tình cảm. Ai đang chiến tranh lạnh với nửa kia thì hôm nay sẽ giảng hòa. Trong ngày, những kế hoạch tài chính cụ thể và hợp lý sẽ giúp ngư cải thiện đáng kể tình hình tài chính cá nhân và cả đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và gia đình. Con số may mắn của Song Ngư ngày 28 tháng 7 năm 2024 là 30 và 67